học sinh thân mến, các em đang theo dõi chương trình ôn tập trên truyền hình được phối hợp thực hiện bởi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cùng với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Các em thân mến, trong lần ôn tập trước, cô đã hướng dẫn các em ôn tập kiến thức liên quan đến chủ đề thơ Việt Nam hiện đại. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập chủ đề về truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Bây giờ cô sẽ giới thiệu qua phần nội dung ôn tập của chúng ta. Kiến thức bao gồm có 2 phần. Đầu tiên, cô sẽ ôn tập lại cho các em kiến thức trọng tâm liên quan đến văn bản Vợ chồng A Vũ của tác giả Tô Hoài. Phần thứ hai đó chính là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ rèn luyện về kỹ năng với các dạng đề làm văn và gợi ý chi tiết, lập dàn ý giải một số đề các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào kiến thức trọng tâm trong văn bản Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài. Các em thân mến, trong phần đầu tiên này, các em cần nêu được một số nét tiêu biểu liên quan đến tác giả Tô Hoài như sau. Tác giả Tô Hoài thành công trong viết truyện ngắn thiên về những sự thật ở đời và những gì mà ông thể hiện trong tác phẩm của mình đi từ hiện thực đời sống của con người với vốn hiểu biết về phong tục tập quán của người dân tộc miền núi và giọng văn của ông thì hóm hỉnh tự nhiên. Phần thứ hai các em cần nêu được là về hoàn cảnh sáng tác tác phẩm. Thì trong phần hoàn cảnh sáng tác này, các em cần nêu được đoạn trích Vợ chồng A Phủ được trích trong truyện Vợ chồng A Phủ, trích trong tập truyện Tây Bắc của tác giả Tô Hoài. Và phần đoạn trích các em được học trích trong phần đầu của tác phẩm Vợ chồng A Phủ các em nhé. Và liên quan đến văn bản Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài thì các em cần cảm nhận được một số những nét tiêu biểu như sau. Đó chính là vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng và mãnh liệt của đồng bào vùng cao. Vẻ đẹp tâm hồn ấy chúng ta có thể bắt gặp qua nhân vật Mị. Mị là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, có tài thổi sáo giỏi và là một đứa con rất có hiếu. Nhưng ở Mị chúng ta thấy cô có một số phận rất đáng thương. Dẫu rằng trong những năm tháng Mị sống lâu trong cái khổ đã quen khổ rồi, dẫu rằng sống không bằng con trâu con ngựa trong nhà thống lý Bá Tra, nhưng ở cô gái này chúng ta vẫn bắt gặp một khát vọng sống rất mãnh liệt, một khát vọng về tình yêu tự do rất mãnh liệt. Đó là phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Mị. Bên cạnh đó chúng ta thấy rằng ở Mị còn có sức phản kháng rất là mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại, tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hồn mạnh mẽ ở Mị như thế, chúng ta còn thấy tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hồn này qua nhân vật A Phủ. A Phủ là một chàng trai mạnh mẽ, gan góc, và ở A Phủ chúng ta thấy có một tình yêu tự do. Nội dung thứ hai liên quan đến văn bản Vợ chồng A Phủ thì các em cần cảm nhận được đó là số phận cực khổ của người dân miền núi Tây Bắc. Số phận cực khổ ấy chúng ta có thể bắt gặp qua thân phận của bố mẹ Mị, chúng ta có thể bắt gặp qua nhân vật Mị. Mị mang tiếng là con dâu trong nhà thống lý Bá Tra, nhưng Mị không được xem là con dâu trong gia đình này. Mị không được xem là vợ của A Sử, Mị chỉ bị xem là công cụ lao động cho nhà thống lý Bá Tra mà thôi. Tết xong lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp, và dù lúc hái củi, lúc bung ngô, lúc nào trong cánh tay cũng gài một bó đai để tước thành sợi. Chi tiết ấy để lại nỗi ám ảnh trong lòng của người đọc để chúng ta thấy rằng Mị bị đày đọa về thể xác và còn nhiều những chứng khác nữa. Các em có thể dẫn ra nhé. Từ sự bị đày đọa về thể xác như thế dẫn đến chúng ta thấy rằng Mị bị tê liệt về tinh thần. Mị đã quen với cái khổ, sống lâu trong cái khổ, Mị đã quen với cái khổ rồi. Mị chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, nói tiếp nhau, vẽ ra trước mặt mình mà thôi. Trông ra thấy trắng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình chứ ngồi trong cái lỗ vuông ấy, trông ra đến bao giờ chết thì thôi. Số phận cực khổ của người dân tộc miền núi, chúng ta thấy rằng tác giả không chỉ dừng lại thể hiện qua nhân vật Mị, mà qua nhân vật A Phủ, chúng ta còn thấy được điều này. A Phủ bị đánh đập và hành hạ rất là dã man trong nhà của thống lý Bá Tra khi có trận đánh nhau với A Sử ở Hồng Ngài. Và chúng ta thấy rằng A Phủ còn bị trừng phạt, bị chối đứng cho đến sắp chết khi để hổ ăn mất một con bò của thống lý Bá Tra. Nội dung thứ ba liên quan đến văn bản này các em cần cảm nhận được đó chính là tác giả đã phê phán bọn chúa đất miền núi, những thế lực đã chà đạp lên quyền sống của con người. Sự phê phán ấy của tác giả hướng về thống lý Bá Tra, tất cả những hạnh phúc của người dân ở miền núi lúc bấy giờ họ không được hưởng một cách trọn vẹn, họ phải rơi vào sự khổ đau là do thế lực cường quyền, thế lực đồng tiền trong nhà thống lý Bá Tra gây nên mà thôi.
Nội dung thứ tư liên quan đến văn bản này, các em thấy rằng tác giả đã có sự giải phóng con người, thoát khỏi sự chà đạp, cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sau bao năm tháng sống trong gia đình của thống lý Bá Tra, lần đầu tiên mày nhận ra sự độc ác trong gia đình này khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ sự mạnh mẽ của A Phủ. Khi chàng trai này bị chối đứng cho đến sắp chết, từ sự cảm thương cho bản thân mình, từ sự đồng cảm trong thân phận đối với A Phủ, Mị đã đi đến hành động cởi trói cho A Phủ. Và lúc bấy giờ chúng ta cũng thấy rằng Mị đã tự giải thoát cho chính bản thân mình. Nội dung kế tiếp trong văn bản này các em cần cảm nhận được đó là nghệ thuật kể chuyện của tác giả, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Và các em nên chú ý đến đó là cách tác giả thể hiện diễn biến tâm lý của nhân vật, ngôn ngữ thì sinh động. Các em thân mến, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em ôn tập lại kiến thức trọng tâm liên quan đến văn bản Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài. Các em thân mến, các em có bao giờ nhìn ngắm những chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả? Lúc này các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của biển cả bao la. Lúc này các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của người lao động toát lên từ đó. Cũng chính lúc này các em sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm của biển cả bao la và sự vất vả của các ngư dân. Từ hình ảnh của chiếc thuyền lưới vó từ xa đã để lại ấn tượng, sự day dứt trong lòng của người nghệ sĩ mang tên Phùng. Cô muốn nói đến tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại kiến thức trọng tâm trong văn bản này nhé. Phần đầu tiên trong văn bản này thì các em sẽ nêu được một số nét tiêu biểu liên quan đến tác giả Nguyễn Minh Châu. Tác giả Nguyễn Minh Châu là một trong những tác giả sáng tác thành công sau năm 1975. Chuyện của ông đi vào đời sống của nhân dân với những sinh hoạt đời thường và từ vốn sống, từ sự trải nghiệm của mình, ông đã đưa đến cho người đọc những triết lý rất là sâu sắc. Và liên quan đến văn bản này thì các em cần nêu về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Các em ghi nhận tác phẩm được sáng tác vào năm 1983. Liên quan đến văn bản Chiếc thuyền ngoài xa thì các em cần cảm nhận được một số những ý như sau. Đầu tiên đó chính là cách nhìn cuộc sống và con người một cách đa diện, nhiều chiều. Trong cách nhìn này chúng ta tập trung qua hai phát hiện của nhân vật Phùng. Trong phát hiện thứ nhất, chúng ta thấy rằng đó chính là hình ảnh của chiếc thuyền lưới vó từ xa trong ánh ban mai. Hình ảnh đấy với những con người ngồi im phăng phắc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Phùng, một niềm vui và hạnh phúc, sự say đắm. Với phát hiện thứ nhất mang đến một hình ảnh rất đẹp, nhưng hình ảnh xuất hiện khi chiếc thuyền đến gần thì chúng ta thấy đó chính là hình ảnh của người vợ lam lũ, vất vả và hình ảnh của người chồng thô kệch, vũ phu đánh vợ, một cảnh bạo lực gia đình đang xảy ra ở đây. Đứng trước phát hiện thứ hai này, người nghệ sĩ rất là kinh ngạc. Như vậy, với những hình ảnh chúng ta nhìn thấy trong đời cũng thế, chúng ta cần nhìn ở nhiều góc nhìn khác nhau thì sau đó chúng ta mới đưa ra những kết luận để những kết luận của chúng ta không đi vào phiến diện một chiều. Và không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta thấy rằng trong cách nhìn nhận về con người cũng vậy, điều này được thể hiện qua câu chuyện ở tòa án huyện. Với vẻ ngoài xấu xí, thô kệch, rỗ mặt của người phụ nữ kia, ẩn đằng sau đó chính là phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ này. Đây là người mẹ thương con, người vợ có lòng vị tha đối với chồng và có sự sâu sắc lẽ đời ở người phụ nữ này. Đối với người chồng cũng thế, trong cách nhìn nhận của Chánh Nắng Đẩu, trong cách nhìn nhận của Phùng, đây là người chồng vũ phu, thô bạo, nhưng riêng trong cách nhìn nhận của người vợ lúc bấy giờ vẫn nhận ra ở người chồng của mình có phẩm chất tốt đẹp. Đó chính là anh trai làng, trước đây là một người cọc tính nhưng lại rất tốt bụng, đã có sự cưu mang chị. Và nội dung thứ ba liên quan đến văn bản này, chúng ta thấy rằng tác giả đã thể hiện một cái niềm tin yêu, sự trân trọng đối với vẻ đẹp con người. Niềm tin yêu trân trọng vẻ đẹp ấy được thể hiện tập trung qua nhân vật người đàn bà hàng chài. Dẫu rằng đối với người phụ nữ này sống trong cảnh nghèo khó, cơ cực, dẫu rằng 5 ngày phải chịu một trận nặng, 3 ngày phải chịu một trận nhẹ, nhưng người vợ này không chịu ly dị với chồng mình, chỉ chấp nhận tất cả là vì yêu thương con của mình. Và đồng thời ở đây chị cũng nhận về phần lỗi của mình nên không ly dị với chồng do phụ nữ trên thuyền đẻ nhiều quá. Và ở đây chúng ta thấy đây là một người vợ có lòng bao dung, vị tha đối với chồng và đồng thời cũng là một người mẹ rất đỗi yêu thương con mình. Không chỉ dừng lại ở đó, ở người phụ nữ này chúng ta còn thấy được chị luôn có những suy nghĩ rất đỗi là thấu đáo. Liên quan đến văn bản này, trong phần nội dung thứ ba, các em cần cảm nhận được
Đó chính là sự trăn trở của người nghệ sĩ về số phận con người và về nghệ thuật. Sự trăn trở này chúng ta có thể bắt gặp qua cảm xúc của nhân vật Phùng đứng trước hai phát hiện của mình. Trong hình ảnh đầu tiên, Phùng nhìn thấy đó chính là chiếc thuyền lưới vó nhìn từ đằng xa trong ánh ban mai. Hình ảnh ấy thật đẹp. Nó được lưu vào máy, nó được in thành lịch và nhiều năm qua đi, người ta vẫn treo trong nhà vì vẻ đẹp của nó. Nhưng riêng đối với Phùng, hình ảnh của người phụ nữ lam lũ, vất vả, ướt sũng bước ra từ tấm ảnh kia vẫn luôn để lại sự day dứt, nỗi ám ảnh trong lòng của anh sau bao năm tháng. Hình ảnh chiếc thuyền từ ngoài xa kia thật đẹp, đó là hình ảnh của nghệ thuật phản ánh được. Nhưng nghệ thuật có phản ánh được sự cơ cực vất vả của người đàn bà kia không? Nghệ thuật có phản ánh được sự vất vả của nhân dân lao động hay không? Đó chính là trăn trở của Phùng và đó cũng chính là trăn trở của tác giả Nguyễn Minh Châu. Nghệ thuật phải chăng chỉ phản ánh cái đẹp? Nghệ thuật phải phản ánh được cuộc sống lam lũ vất vả của con người. Nghệ thuật phải toát lên từ những kiếp lầm than. Và từ đó, tác giả Nguyễn Minh Châu đã đưa đến quan niệm về nghệ thuật của mình. Nghệ thuật phải vì cuộc sống của nhân dân, nghệ thuật phải đi vào hiện thực của nhân dân lao động. Đó mới chính là nghệ thuật chân chính, tác phẩm như vậy mới tồn tại mãi mãi, muôn đời. Liên quan đến văn bản này, trong phần nội dung kế tiếp các em cần làm rõ, đó chính là đánh giá về nghệ thuật của tác phẩm trong cách tác giả xây dựng tình huống truyện độc đáo, cách kể và giọng điệu tác giả thể hiện thì rất là linh hoạt. Các em thân mến, vừa rồi cô đã giúp các em củng cố ôn tập lại kiến thức trọng tâm liên quan đến văn bản Vợ chồng A Vũ của tác giả Tô Hoài và văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Các em thân mến, để các em có thể làm bài thật tốt, cô sẽ hướng dẫn các em sang phần nội dung thứ hai, rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em. Trong phần đầu tiên này, cô sẽ ôn tập củng cố lại cho các em dàn bài về dạng nghị luận về đoạn trích văn xuôi các em nhé. Khi nhắc đến dàn bài, một bài văn cụ thể thì chúng ta sẽ thấy là bố cục sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài các em nhé. Trong phần đầu tiên, ở phần mở bài, nhiệm vụ ở đây thì các em sẽ làm gì? Đó là các em sẽ giới thiệu qua đôi nét về tác giả, tác phẩm. Và sau đó trong phần mở bài thì các em sẽ giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. Chuyển sang phần thân bài thì các em sẽ phân tích, đánh giá về mặt nội dung của đoạn trích đó. Và một phần nữa đi đến đó là các em sẽ phân tích, đánh giá về khía cạnh nghệ thuật của đoạn trích đó. Và phần cuối cùng trong thân bài thì các em sẽ bình luận, nhận xét chung về nội dung và nghệ thuật. Đến phần cuối cùng, phần kết bài, các em sẽ khái quát lại vấn đề và các em sẽ có phần liên hệ mở rộng. Các em thân mến, để giúp các em có thể hình dung một cách cụ thể hơn thì sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em đề thi chính thức của Bộ vào năm 2015. Câu nghị luận văn học, đề bài như sau: người đàn bà bỗng chép miệng, có mắt như đang nhìn suốt cả đời mình, cho đến là có chứ chú, vui nhất là nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no. Trích chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Cảm nhận của anh chị về người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên, từ đó bình luận ngắn gọn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Đề bài là như thế và sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em đáp án của Bộ như sau. Thì nhìn vào ở đây thì các em sẽ thấy là đáp án của Bộ đưa ra thì sẽ có 5 ý. Ý đầu tiên, đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận, tức là các em sẽ đáp ứng được bố cục có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Ý thứ hai, các em xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Và ý thứ ba là triển khai vấn đề cần nghị luận với các nội dung như sau: giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nhân vật người đàn bà hàng chài, cảm nhận về hình tượng người đàn bà hàng chài và nghệ thuật. Tiếp theo, đó là các em sẽ bình luận cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm. Ý kế tiếp, các em đáp ứng về chính tả và ngữ pháp không sai sót thì các em sẽ được điểm. Ý cuối cùng, đó là có sự sáng tạo. Để các em có thể làm bài tốt hơn, cô sẽ đưa ra đề bài ví dụ cụ thể cho các em nhé. Các em nhìn vào đây, các em sẽ đọc đề cùng với cô. Đề bài như sau: lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, cho đến là A Vũ nói đi với tôi và hai người lặng lặng đỡ nhau lao xuống dốc núi. Trích Vợ chồng A Vũ của
tác giả Tô Hoài. Trình bày cảm nhận của anh chị về nhân vật Mỹ trong đoạn trên, từ đó nhận xét về giá trị nhân đạo của tác phẩm. Với đề bài này, cô sẽ hướng dẫn các em dàn bài chi tiết để đáp ứng đề bài trên các em nhé. Các em nhìn vào đây, cô sẽ hướng dẫn các em dàn bài như sau. Ở đây bố cục của chúng ta thì sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài các em nhé. Trong phần mở bài thì như cô đã củng cố ôn tập cho các em, trong phần mở bài các em cần giới thiệu đôi nét về tác giả và tác phẩm. Chúng ta có thể lược thực giới thiệu qua một số nét tiêu biểu như sau. Tác giả Tô Hoài, ông là một nhà văn lớn, sáng tác thiên về sự thật ở đời với những hiểu biết phong phú về phong tục tập quán của nhân dân. Và ý kế tiếp trong phần mở bài các em cần giới thiệu được đó là giới thiệu vấn đề cần nghị luận. Tức là các em sẽ khái quát nội dung của đoạn trích giới thiệu về nhân vật Mỹ. Sang đến phần thân bài thì cô sẽ tạo cho các em ở đây những luận điểm như sau. Đó chính là sự cảm thương, sự đồng cảm trong thân phận của Mỹ với A Phủ. Nội dung kế tiếp các em cần triển khai cảm nhận được Mỹ đã nhận ra sự độc ác của thế lực cường quyền. Và nội dung thứ 3, các em cần cảm nhận được ý thức mạnh mẽ và hành động giải thoát cho số phận đáng thương của người đồng cảnh ngộ, đó chính là A Phủ. Và nội dung thứ 4, đó chính là chúng ta sẽ cảm nhận được lúc bấy giờ Mỹ cũng tự giải thoát cho chính bản thân mình. Và phần cuối cùng trong thân bài thì các em sẽ nhận xét về giá trị nhân đạo mà đề bài đã yêu cầu. Đồng thời các em sẽ đánh giá, nhận xét về giá trị nghệ thuật trong đoạn trích này các em nhé. Đến với phần kết bài thì các em sẽ đánh giá, khái quát lại vấn đề và các em có thể liên hệ, mở rộng. Để các em có thể hình dung một cách rõ ràng hơn và làm bài tốt hơn thì cô sẽ hướng dẫn tiếp theo sau đây một đề bài khác nữa ở dạng này các em nhé. Các em đọc đề. Đề bài như sau. Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển vào, cho đến là thế rồi chẳng biết từ bao giờ tôi đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới. Trích Chiếc Thuyền Hoài Sa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Anh chị hãy cảm nhận đoạn trích trên, từ đó nhận xét về quan điểm nghệ thuật của tác giả Nguyễn Minh Châu. Với đề bài này, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý chi tiết để đáp ứng yêu cầu đề bài như sau. Các em nhìn vào đây, với bố cục ở đây thì chúng ta cũng sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Trong phần mở bài thì tương tự như những đề bài khác, các em sẽ giới thiệu về tác giả, tác phẩm, lược thực một số những chi tiết liên quan đến tác giả Nguyễn Minh Châu. Các em cần giới thiệu, ông là cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Cảm hứng sáng tác của ông nghiêng về thế sự, đời thường, có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và triết lý. Trong phần mở bài tiếp theo thì các em sẽ giới thiệu được vấn đề nghị luận, tức là các em sẽ giới thiệu được đoạn trích này với nội dung chính của đoạn trích. Sang đến phần thân bài thì cô hướng dẫn các em tạo thành những luận điểm như sau. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng trong đoạn trích thể hiện hình ảnh của chiếc thuyền nhìn từ xa mang vẻ đẹp tuyệt bích. Và ở đó chúng ta cũng sẽ bắt gặp tâm trạng của người nghệ sĩ rất hạnh phúc. Luận điểm kế tiếp các em cần làm rõ đó chính là hình ảnh của chiếc thuyền khi đến gần với sự xuất hiện hành động của con người. Và ở đây xuất hiện cảnh bạo lực gia đình. Cũng trong luận điểm này các em cần làm rõ tâm trạng ngỡ ngàng của người nghệ sĩ. Và nội dung kế tiếp trong phần thân bài các em cần làm rõ đó là các em sẽ đánh giá về mặt nghệ thuật. Tác giả đã thành công trong nghệ thuật tương phản, nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện. Nội dung cuối cùng trong phần thân bài các em cần làm rõ đó là nhận xét về quan điểm nghệ thuật của tác giả Nguyễn Minh Châu. Đến với phần kết bài thì các em sẽ đánh giá một cách khái quát lại và chúng ta sẽ có phần liên hệ mở rộng các em nhé. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn ôn tập lại cho các em kiến thức trọng tâm liên quan đến văn bản Vợ Chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài và Chiếc Thuyền Hoài Sa của tác giả Nguyễn Minh Châu, cũng như là đưa ra một số những dạng đề để các em có thể luyện tập được. Hy vọng rằng với những kiến thức cô ôn tập, các em sẽ có những kỳ kiểm tra thật là tốt. Cô chúc các em thành công.